27 xin kính chào các cô chú anh chị ạ. Đến trước khi đến với video giới thiệu vị trí đất thì xin mời các cô chú anh chị đăng ký kênh và có thể cho em xin được một lượt like trên video ha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. Giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu về vị trí của miếng đất nha cô chú anh chị. Thì trước mặt chúng ta đây là lậu đan 2,5 m của xã Đại Thành, tỉnh thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cô chú anh chị. Đây. Thì đây ngay trên tiếng này em có nhận một vị trí đất ngay đây nha cô chú anh chị. Đây nha. Chí này đây nha. Đây. Dạ. Thì vị trí này là diện tích là 503 m², 503 đất cây lâu năm với mặt tiền là 12 m. Thì bắt đầu từ cái mí ta ly này đi ra đây. Ra đây ha. Cái này bụi chuối này. Dưới bụi chuối đó có chỗ đá đó. Ngay vào bụi chuối ha. Dưới bụi chuối có chỗ đá. Thì đụng qua mí bên thấy hàng gạo bên đó. Ha, chặt cái mí cục điện nó có chuối loại 12 m à. Từ mí này thì mí lộ là chúng ta đi thẳng ra mí sau đó là 42 m nha cô chú anh chị. Đất được đất ta ly rồi nha. Lộ như thế này, ô tô tới nơi nha cô chú anh chị. Đây chúng ta có thêm một mé xong này ha. Chủ đất cũ đã cầm trụ ha, chúng ta về làm cái bờ kè ra nữa là được cô chú anh chị. Đây giờ chúng ta đi vào trong đất ha. Thì vị trí này chúng ta cách trung tâm chợ Đại Thành á thì khoảng 2 cây số cô chú anh chị, trường học đó, cô chợ ở luôn ha, khoảng 2 cây, còn thành phố Ngã Bảy thì khoảng 7 cây số nha. Ở diện tích này em nói là ngang 12 thì từ mấy trụ đá cột điện ở bên đó đi vào mấy bên này, trụ đá mấy bên này chăn bụi chuối ha là 12 m, từ mấy cột điện đó chúng ta đi vô hết đất luôn đó là 42 m nha cô chú anh chị. Đấy, và tổng của nó là 503 m² nha, đất xung quanh đã đắp ta ly rồi nha. Đấy. Lộ là lộ 2,5 m ô tô tới đất nè, 2,5 m ô tô tới nơi luôn. Đấy. Đất là đất trồng bò, đất cây lâu năm hết. Vị trí đất này là hướng là đông nam cho chú anh chị, đông nam. Pháp lý hiện tại nó là sổ hồng ha, đất cây lâu năm. Đấy. Anh xin nhắc lại thông tin thêm lần nữa thì em kết thúc video ha. Vị trí này thuộc xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang nha. Với chiều ngang nó là 12 m. Chiều ngang 12 m và chiều dài là 42 m. Đất là được đắp ta ly xung quanh đất ha. Đắp ta ly rồi. Lộ nó là lộ 2,5 m. Ô tô tới đất nè. Rồi cách thành phố Ngã Bảy 7 cây số và cách chợ Tân Thành thì khoảng 2 cây số ha. Tổng diện tích nó là 503 m², với chiều ngang nó là 12 m rồi dài 42, hướng nó hướng đông nam nha. Pháp lý thì sổ hồng. Giá chủ đang rao bán nó là 490 triệu thương lượng ha. Chúng ta có thêm phần đất cái bờ kè mé sông nữa ha. Là bờ kè mé sông ra được khoảng 3 đến 4 mét nha cô chú anh chị. Đấy. Bây giờ mình đây hết nè. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em. Chú chị nào đang có nhu cầu ký gửi nhà đất bán thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0849979368 ha. Em cảm ơn cô chú anh chị ạ. Cái này giờ em quay thêm tiếng đường ra cho mình ha. Các anh chị nào có nhu cầu mua ở thì xem tiếng đường đi như thế nào ha. Thank you.
trước mặt chúng ta đây là chợ cô chú anh chị. Video này em sẽ tua nhanh đi những cái phần đường đi ha cô chú anh chị cho anh chị xem đỡ thấy lâu. Rồi, video em cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ.